Bác Nguyệt Vị Ương, Đàm Tùng Vận hóa ác nữ, không còn hình bóng thập nhất nương của Cẩm Tâm Tử Ngọc. Trong bộ phim mới chuẩn bị ra mắt, Đàm Tùng Vận khiến người hâm mộ trố mắt khi rũ bỏ hình tượng kiểu nữ ngôn tình để vào vai người mẹ bạo liệt có phần cực đoan. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, dự án điện ảnh Bác Nguyệt Vị Ương do Đàm Tùng Vận, Chung Sở Hy và La Tấn đóng chính sẽ chính thức trên làng màn ảnh rộng. Từ một vài thông tin ngắn, người ta vẫn cứ nghĩ rằng Đàm Tùng Vận sẽ lại đóng khung bản thân trong hình tượng trong sáng, đơn thuần như bao bộ phim thanh xuân khác mà cô đã từng đóng. Tuy nhiên điều này chỉ đúng đến một nửa. Một nửa còn lại của Đàm Tùng Vận trong Bác Nguyệt Vị Ương lại là một con người đối lập hoàn toàn, thậm chí còn khiến nhiều người ngỡ ngàng, rùng mình vì sự độc ác. Ở Bác Nguyệt Vị Ương, Đàm Tùng Vận đảm nhiệm hai vai diễn, Tiểu Kiều, bạn thân của Vị Ương, Chung Sở Hy và mẹ của Vị Ương khi cô còn là một đứa trẻ. Có thể thấy, vai diễn thứ hai của Đàm Tùng Vận hoàn toàn khác lạ so với những gì mà khán giả thường thấy ở cô. Không còn sự đáng yêu, trẻ con, đơn thuần, Đàm Tùng Vận đã cho khán giả thấy được một người mẹ nghiêm khắc đến mức độc đoán, không hề ngần ngại buông lời mắng nhiếc con gái, gây nên một trở ngại tâm lý vô cùng lớn cho Vị Ương đến mãi về sau. Ở đó, khán giả thấy cô là một bà mẹ tàn ác, thường xuyên đánh đập vào quát mắng con gái nhỏ đến mức chảy máu đầu. Qua những lời giới thiệu trong trailer, Bác Nguyệt Vị Ương cũng hiện lên với hình ảnh một bộ phim phản ánh vấn nạn bạo lực gia đình, cũng như những khủng hoảng mà trẻ em phải gánh chịu khi bà mẹ bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, tạo hình của Đàm Tùng Vận trong phim cũng gây chú ý lớn khi cô diện một bộ sườn xám sang chảnh và quý tộc, khác xa vẻ trẻ con, nhắn nhít mà khán giả thường thấy. Không còn là quý cô hiền lành dịu dàng, Đàm Tùng Vận bất ngờ lột xác với tạo hình mặt sườn xám hút thuốc lá cực lạ mắt. Đương nhiên, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và không nên làm theo. Việc Đàm Tùng Vận hút thuốc lá chỉ diễn ra trên phim thôi, chứ ngoài đời thực sự không có đâu nhé. Hy vọng rằng cú lột xác này sẽ đem đến cho Đàm Tùng Vận nhiều hơn nữa sự ngưỡng mộ và yêu mến từ phía khán giả. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, tạo hình này của Đàm Tùng Vận trong bộ sườn xám cũng vô cùng thu hút người xem, tạo ra một cảm giác giàu có, sang trọng cho người đối diện. Trong trailer đã tung ra trước đó, người xem có thể thấy được một Vị Ương, Chung Sở Hy đầy mạnh mẽ, nổi loạn, cứng cỏi là điểm tựa vững vàng cho cô bạn thân Tiểu Kiều, Đàm Tùng Vận mỗi khi cô rơi vào trạng thái tồi tệ. Trái ngược với Vị Ương, Tiểu Kiều là một cô gái mong manh nhạy cảm, dễ cười, dễ khóc, đủ khiến cho Vị Ương phải lo lắng. Trước sự lột xác của thần tượng, fan hâm mộ của Đàm Tùng Vận đã dành cho cô nhiều lời khen có cánh. Netizen nhận xét rằng so với hình ảnh dịu dàng, ngọt ngào khi đóng vai thập nhất nương ở Cẩm Tâm Tử Ngọc, thì tạo hình mặt sườn xám lần này giúp Đàm Tùng Vận gây ấn tượng khác hẳn. Hóa ra, nữ diễn viên cũng rất chịu khó thay đổi hình ảnh, chứ chẳng phải lúc nào cũng đóng một dạng vai hiền lành, tốt tính. Nay vẫn theo trường phái trưởng thành, chín chắn trong vai diễn rồi, hóng sự thay đổi của cô gái. Đếm ngược từng ngày tới 16 tháng 4. Trưởng thành quá, trông không có quen. Đàm Tùng Vận mặt sườn xám mê mẩn quá đi mất. Bác Nguyệt Vị Ương, All Gods Never Ends là bộ phim điện ảnh hiện đại chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Annie Bảo Bối, đạo diễn Lý Khải, các diễn viên chính, Chung Sở Hy, La Tấn, Đàm Tùng Vận. Bác Nguyệt Vị Ương kể về câu chuyện của một đôi bạn thân có tính cách trái ngược nhau. Tiểu Kiều là cô gái với khao khát hướng tới một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Vị Ương với tính cách nổi loạn, luôn mong muốn có một cuộc sống tự do, phóng khoáng. Hai thái cực trái ngược này cứ như vậy mà trở thành bạn thân của nhau. Trong phim, Đàm Tùng Vận đóng vai Tiểu Kiều, cô gái khao khát hướng đến hôn nhân mỹ mãn. Tiểu Kiều có vị hôn phu là Triều Nhan, La Tấn, nhưng anh lại không thể thoát khỏi mối quan hệ tình cảm phức tạp với Vị Ương, Chung Sở Hy. Điều đáng nói là Vị Ương, Tiểu Kiều lại là bạn thân. Câu chuyện giữa ba người cứ liên tục bị cuốn vào những rắc rối, toàn tính tiệc hơn. Cuối cùng, ai sẽ là người có hạnh phúc và ai sẽ là người hy sinh bản thân mình cho hạnh phúc của người khác? Bác Nguyệt Vị Ương qua từ 2 năm trước, nhưng vì nhiều lý do mà đến tháng 4 2021, phim mới rục rịch ra mắt. Đúng lúc Đàm Tùng Vận vừa gây sốt với Cẩm Tâm Tử Ngọc, Bác Nguyệt Vị Ương vì thế mà cũng được tiếng thơm lây.